bạn đang được thưởng thức chất âm và uy lực mạnh mẽ của cặp loa Marantz đến từ Nhật Bản. Đây là một trong những model được sản xuất cho thị trường của Mỹ. Sở hữu bát súp 42 cũng như quả check kim cương trên cặp loa quý hiếm với công suất mạnh mẽ lên tới 1.000W, thể hiện như là một dàn nhạc sống động trước máy quay. Với những thể loại nhạc tiết tấu nhanh, chúng ta có thể thấy ngay được rằng đây là một trong những cặp loa có uy lực của một cái vũ trường thu nhỏ trước máy quay, mang lại chất âm chơi đa thể loại nhạc, từ những thể loại nhạc bolero hay nhạc trữ tình, nhạc sàn hay nhạc remix, thì quý vị thấy rằng nó là quá phê rồi. Và một điều đặc biệt nữa mà tôi cần nhấn mạnh với quý vị trong đoạn clip này, đây là một trong những model sở hữu nghe nhạc và karaoke cực kỳ là tuyệt vời. Nó có tiếng mic tốt hơn rất nhiều những cặp loa ở phân khúc bass 40 hay còn gọi là một số thể loại loa full. Tại sao lại như vậy thì chúng ta cùng khám phá trong đoạn clip này và quý vị sẽ thấy rõ là câu trả lời mà nhằm cùng thưởng thức. Có thể thấy được rằng với uy lực rất mạnh mẽ, chất âm cực kỳ là tuyệt vời, mời anh em cùng ngắm nhìn lại tuyệt phẩm loa Marantz model NS950X đến từ Nhật Bản, sản xuất cho thị trường Mỹ. Được thiết kế với phần thùng vân gỗ nạng màu nâu vàng rất sang trọng, đẹp tới từng cm. Có thể nói rằng cặp loa còn mới như khui thùng. Những cặp loa được sưu tầm không thể mới hơn và không thể đẹp hơn. Khi mà tôi nói đẹp, quý vị đừng tin, mà chúng ta nhìn bằng mắt thường. Khi tôi di chuyển máy quay cận cảnh từng cm để chúng ta sẽ có một cái nhìn nhận chính xác từng góc cạnh, một vết chầy xước cũng có thể khó tìm. Với cấu hình của cặp loa Marantz NS950X, chúng ta quan sát phía trên cùng, đây là logo model NS950X với thương hiệu Marantz, 4 way trên 5 speaker, có nghĩa là 5 loa trên một thùng. Với logo của hãng cũng như một cái volume rất lớn như trên âm ly, điều chỉnh cho giải cao, trung âm và check, giải điện nháy nét cảm ứng theo giai điệu của nhạc rất đẹp. Đó, khi mà có tín hiệu thì nó sẽ nháy theo từ xanh nhạt, xanh đậm và cho tới vàng và cho tới đỏ overnap. Công suất cho cặp loa này ở ngưỡng 1.000W tối đa trên trở kháng 8 ohm và độ nhạy cao tới 128 decibel, giao động từ 99 tới 128 decibel. Quý vị quan sát đi ạ, nó rất đẹp. Cao 75, ngang 45,5 cm, công suất 1.000W, rất mạnh mẽ. Được trang bị 5 quả loa, trong đó chúng ta thấy được rằng một quả bát siêu trầm, nó rất là to ạ. Quý vị chờ tôi zoom lại cái máy điện thoại một chút. Một bát siêu trầm 42 cm, gân cao su, màng của nó được phủ dầu. Quý vị thấy rằng những dòng màng phủ dầu thì cho tới hiện đại nhất bây giờ thì các dòng loa của Mỹ hay thậm chí của tàu khựa thì đang học mót theo công nghệ này. Hai ống hơi về phía dưới chân, mang lại cho uy lực của giải trầm đánh như hai cái súp khủng ở phân khúc bass 40. Karaoke phòng khách thì quý vị sẽ không tốn tới một xu đầu tư súp và trầm, bởi vì bass của nó đánh rung tường nhà hàng xóm rồi, mạnh nữa thì không chịu nhiệt nổi rồi. Tiếng bass của nó xuống khá là sâu, rất là mềm. Đó, quý vị quan sát này, nguyên cái màng nhìn phê không ạ? Bát 42, hai ống hơi phía dưới chân, trên công suất cho cả đôi 1.000W. Phần bên trên của cặp loa này là một quả trung. Đây, chúng ta thấy được rằng quả trung âm với 18 cm, mũi inox và gân vải tẩm dầu, mang lại cho lời hát cực sáng khi karaoke cũng như khi thưởng thức nghe nhạc, thể hiện chi tiết từng tiếng leng keng của nhạc cụ nhỏ nhất. Khi được sự hỗ trợ của tổ hợp check gồm 3 cái loa check về phía bên trái của mỗi loa, chúng ta thấy được rằng tiêu điểm là một quả siêu check kim cương. Nguyên cái mũi của nó là kim cương, nhìn nấp nánh phía bên trong,
Đây là gọi là chính xác, nó là quả check búa kim cương đắt đỏ như trên cặp JBN65 Dubai ở ngưỡng 70 triệu đồng. Chúng ta thấy rằng còn đang nhỏ hơn Marang này rất nhiều. Công suất của cái cổ loa này rất là lớn ạ. Đường kính miệng chiều cao của nó tới khoảng mười mấy cm, cái củ của nó gần bằng mặt loa. Từng con ốc của nó bằng thép trắng sáng quắc. Quý vị thấy rằng cặp loa còn đang là mới tinh như khui thùng. Đó. Không thể không phê. Đó. Ngắm không thì đã phê rồi chứ chưa nói là nghe đâu ạ. Quý vị quan sát quả check ạ. Đây là cái hình lưỡi búa rìu này. Check kim cương. Quý hiếm và khá là đắt đỏ cho cặp check này. Quý vị mua giờ những cặp check này rất đắt ạ. Hai quả siêu check và còn trang bị luôn chớp phân âm điều hướng về phía mặt trước trên cặp Marang NS950X. Như vậy chúng ta thấy rằng 5 quả loa giá trị đích thực trên cặp Marang với công suất mạnh mẽ ở ngưỡng 1000W. Mạnh như sấm. Chất âm chơi đa thể loại nhạc và karaoke chuyên nghiệp với độ nhạy dao động từ 99 tới 128 dB. Ở đây tôi đang phối ghép trong đoạn clip này, quý vị đang được quan sát tôi đang phối ghép với con bao, hay còn gọi là cũng có thể gọi là đẩy, gọi là con power thì đúng hơn, của hãng Sơn Sui với model PR4023. Chạy 24 con sò xanh đen nổi tiếng. Chất âm chúng ta không bàn luận. Với những tính năng hữu ích và đặc biệt, chúng ta thấy rằng trên đây của nó có tới 4 cái volume. Đó. Chúng ta có thể điều chỉnh cắt tần của giải trầm cực kỳ là hiệu quả. Giải trung âm và check và giải trầm với các chế độ. Đó, khi mà chúng ta nhấn nó nổi ra, quý vị sẽ điều chỉnh các chế độ. Đó, như tôi đang điều chỉnh. Khi điều chỉnh xong chúng ta sẽ khóa và sẽ nhấn nó vào. Nó có chế độ nhấn vào và nhấn ra rất là hiệu quả. Đó. Hai cái volume hai bên. Giải điện nháy nét. Cảm ứng theo giai điệu nhạc cực đẹp và sang trọng. Công suất điều trị cho những cặp loa ở phân khúc bass 40 hoặc bass 50. Chất âm thì chúng ta thấy rằng những dòng này thì nó là quá nổi tiếng rồi. Nguyên cái biến áp xuyến của nó như cái nồi cơm và hai con tụ đúng bằng hai lon bia. Và 24 đèn xanh đen nổi tiếng. Phần bên trên là bộ mic Shure UR30D. Dòng cao cấp nhất của Shure và con vang số Dynatic C71V. Đây là những dòng vang thế hệ cao cấp và hiện đại nhất mang lại cho chất âm vừa nghe nhạc vừa karaoke cực kỳ là tuyệt vời. Nguyên cấu hình xịn sò cho con Power Mifer của hãng Sơn Sui model 4023 và cặp loa Marang NS950X 1000W mạnh như sấm cho những không gian phòng khách lớn tới hàng trăm mét vuông. Chúng ta không tốn kém tiền đầu tư súp và trầm. Đây là ưu điểm mà tôi phân tích rất là rõ trong đoạn clip này để quý vị tham khảo cũng như trải nghiệm và sẽ có sự lựa chọn để đầu tư cho mình những thiết bị audio cao cấp. Đó, quý vị ngắm cặp loa này không để trưng bày phòng khách thì chỉ ngắm không đã phê rồi. Tôi sẽ bật cái mic. Đó, chúng ta thử tiếng mic. Alo. Alo. Bật 2. Mic của nó là quá đỉnh luôn. 5, 6, 7. Mic chỉ cần nhích một chút thôi. Rất là lớn rồi. Bật 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bật 2, alo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mic của nó sáng như là full 40 dòng khủng nhất. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quý vị cảm nhận đi ạ. Alo. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Như vậy chúng ta có thể thấy rõ được tiếng mic. Đây là những dòng loa có tiếng mic chuyên nghiệp cho karaoke ở những không gian phòng khách lớn. Và một điều đặc biệt nữa, quý vị sẽ không tốn tiền đầu tư súp và trầm. Khi mà phối ghép với cấu hình xịn sò như tôi đang phối ghép thì có lẽ rằng chất âm chúng ta miễn bàn luận ở mọi phương diện. Trong phân khúc tầm giá thì tôi có thể nói với quý vị rằng nó hoàn toàn nó là vô địch. Bởi vì với cấu hình này thì quý vị thấy rằng không quá đắt đỏ đâu ạ. Hai mấy triệu đồng cho cặp loa mới tinh như khui thùng. Và cấu hình phía âm ly thì tùy theo nhu cầu của quý vị trong phân khúc tầm giá. Ở đây tôi đang ghép theo tiêu chuẩn khá là cao bởi vì con Power nó chạy của hãng Sơn Sui đến từ Nhật Bản. Chạy sò xanh đen và tụ của nó đúng bằng hai cái lon bia thì quý vị không so đọ với các dòng đẩy thông thường rồi. Kể cả quý vị chơi con cờ rao 1200, 2400 thì không có cửa so chất âm đâu ạ. Điều đơn giản và lợi hại thì tôi đã phân tích rồi. Với những con Power thì nó có chế độ cắt tần số của bass. Ba chế độ cắt tần của bass thì nó mang lại cho tiếng bass xuống rất sâu. Và trung âm và check cũng một cái volume lớn với ba chế độ. Bởi vậy nó sẽ rất là hiệu quả khi chúng ta nghe nhạc cũng như là cho karaoke. Và khi mà được phối ghép với cặp loa Marang 1000W này, quý vị thấy rằng chất âm của nó là đỉnh cao. Mời anh em cùng thưởng thức tiếp theo. Ai có tai phone thì mời anh em chuẩn bị tai phone đi ạ. Chúng ta sẽ thấy được chất âm.
tôi đang mở TV thôi, nghe phê nổi luôn ạ. Bạn cứ sống.